trong căn phòng trọ khoảng 48 m² tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. 6 thầy trò đến từ các tỉnh Tây Ninh, Nghệ An, Nam Định cùng nhau sinh hoạt và xem đây không chỉ là nhà trọ mà còn là một mái nhà chung, nơi đầy tình yêu thương của những người từng xa lạ. Gắn bó với công việc giáo viên từ những năm 2013, thầy Phú không những dạy kèm miễn phí cho các em có học lực yếu mà còn cho các em mượn tiền đóng học phí để tiếp tục con đường học tập. Đầu tiên là mình ở một mình, cái có một bé sinh qua trong cái ngày mùa kiểm tra, bé ở nhà xa, bé sợ là bé đi không trễ giờ, cho nên là bé sinh qua là ngủ một ngày. Nhưng mà khi mà ở một ngày với mình thì bé cảm thấy là nó rất là thuận tiện cho cái việc đi lại, tại vì mình ở chỗ rất là gần trường. Cho nên từ đó bé sinh qua bé ở luôn. Thì đó, sau khi bé đã qua ở luôn thì các bé sau đó cái cũng theo đó sinh vào, và từ từ cái phòng trọ nó đông dần. Hiện tại bây giờ là có 4 bạn ở chung và có 2 bạn là ké học thôi. Thầy có hỏi em là sau này học xong 12 thì em làm gì? Thì em có nói là chắc là học xong 12 thì em đi làm công nhân hoặc là đi làm cái gì đó, chứ em không nghĩ tới chuyện đi học. Thì thầy có hỏi về sở thích của em, hỏi về cái mơ ước của em nữa. Thì lúc đó em nói với thầy là em không có dám mơ ước gì hết, nhưng mà em có cái sở thích là em vẽ. Nên là lúc đó thầy có định hướng cho em học ngành thiết kế thời trang với thiết kế đồ họa. Rồi cũng năm đó luôn là thầy dắt em đăng ký học lớp trang trí màu, luyện thi luôn. Trong cái quá trình học á, những bạn mà gắn bó với thầy á, thường là thầy vô cùng hết mình với các bạn. Thầy không có đòi hỏi gì ở các bạn hết, các bạn chỉ cần cố gắng học tập là đủ. Sống chung trong một mái nhà, các em không chỉ coi thầy Nguyễn Quang Phú là thầy, mà còn là một người anh, người cha, luôn theo sát chặng đường học vấn và sẵn sàng hỗ trợ khi các bạn vấp ngã. Khi mà mình cho mấy bạn mượn á, thì mình cũng nghĩ rằng là nó sẽ rất là lâu có thể lấy lại vậy đó, và có thể là không lấy lại được luôn. Nhưng mà tại vì các bạn rất là khó khăn và mình muốn các bạn là tiếp tục con đường học tập của mình, cho nên là mình hỗ trợ các bạn để các bạn có cái động lực để duy trì. Mới thời gian đầu mình lên đây thì thầy chị em từng chút thầy cho em đi học, rồi học ở đây thì thầy không lấy học phí. Sau thời gian kỳ 2 lớp 8 thì em điểm số của em được cải thiện so với ở dưới quê. Em cảm thấy thầy rất là tốt với em. Thầy như là một người cha của em vậy. Thầy giáo trẻ mong mọi người có suy nghĩ khác về trung tâm giáo dục thường xuyên. Mọi người cứ nghĩ học sinh giáo dục thường xuyên sẽ quậy phá, học hành không tốt, nhưng mà vẫn có các bạn hiếu học, quyết bám lấy con chữ đến cùng để thay đổi tương lai.